Bạn muốn có Agent 7 sao nhưng đi không nổi. Còn một xíu G nữa thôi nhưng bạn cài hết nổi rồi. Đi cặp ngay dịch vụ cài Gauntlet của All-Star Tower Defense trên shop huytần.com. Bạn muốn up những con nhân vật từ 5 sao lên 6 sao và 7 sao? Bạn muốn đi Sunrun, đi up Tanjiro hay Jonathan? Đi cặp ngay shop huytần.gamer.com. Hello, xin chào anh em. Chào mừng đã trở lại với Huytần Gamer, YouTuber bự gặt số 1 Việt Nam. Đến bây giờ tôi mới mượn được, tại vì chạy này cũng hơi khó. Từ ông Navi ra là ông có sẵn thôi, mới có khi chưa update ông đã có rồi thôi. Thì hôm nay tôi sẽ đi thăm anh Tanjiro ha, tôi sẽ bỏ lét xin hết nha. Để coi cái hình ảnh nó như thế nào. Rồi tôi tắt luôn cái lờ đi, đó. Là hơi thở hỏa thần. Lúc đầu là người ta cứ tưởng là ông cụ tổ tiên của Tanjiro hay là cha của Tanjiro. Rốt cuộc Armin lại cho đúng anh Tanjiro. Up anh Tanjiro này lại cần những anh Tanjiro 5 sao. Rồi đi cái map mới, hơi khó. Hơi khó nhưng mà đi được. Nói chung chúng ta chỉ cần đông và hung hãn thôi. Thì anh Tanjiro này có cái skill mới là Sunburst đây nè. Armin không có thuyết minh ở đây, nhưng mà nó là sự kết hợp của đốt cháy với lại slow. Và cái slow của anh Tanjiro này là nó chồng lên được với anh râu đen hay là Katakuri, tức là nó slow của slow. Nhưng mà tốc độ bao nhiêu thì tôi cũng chưa biết, tại vì tôi chưa có con này. Tính gạt con này nhiều con với ta. Ôi, bãi sao nhiều dữ vậy? Hình như có hết luôn hay sao á? Này nào đã quắc vậy? Ê, biết sao? Này nào tôi không biết luôn rồi. Ôi, ạc này nhiều dữ ta. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi coi con này mạnh như thế nào ha. Bạn này là 175 luôn. Level 175, Tanjiro 7 sao. Awaken, thức tỉnh mà ghi chữ hơi lạ ha. Rồi, bây giờ sẽ test thử nha. Đầu tiên, Tanjiro 175. Mới vô 1.000 tiền. Đây là thức thứ nhất. Scammer thức thứ nhất. Hơi thở của nước cộng lửa. Tức ra là nếu mà nước cộng lửa nó thành hơi nước mất tiêu rồi ta. Cái này là có hơi thở của nước trong đây nè, mà lại có hơi thở của lửa đó nè, là hơi thở của giữa lửa và nước. Nếu mà con gas đó thì là người ta là băng và lửa. Trong đây thì chưa tới con gas, đây chắc cỡ như BS thôi. Là chỉ là hơi thở của lửa và nước. Đó, đánh ra sẽ làm cho con quái bị solo. Nó sẽ đi chậm 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 một xíu. Nó chậm trong cái trạng thái đốt lửa này thôi, tức là hết cháy nó sẽ đi nhanh nha, chứ không phải nó chậm luôn. Khác với những con solo khác, ví dụ như Kataku Sri thì là nó sẽ có dấu chậm trên đầu. Thì Tanjiro nó chỉ đốt thôi. Đó, bây giờ tôi sẽ cho anh em coi thử cái tốc độ đi và đi nhanh và đi chậm nha. Đây. Đánh cái đi tạt. Đánh thì 7 giây, phạm vi là 56. Để tôi coi cái hiện tại thì tốc độ đó là khoảng 3 km trên 1 giờ. Với tốc độ này thì cũng hơi chậm đó. Nhưng mà qua khỏi cái vòng này chắc là tốc độ nó lên được khoảng 5 km trên 1 giờ đó. Cho mình bán luôn cho nó nhanh ta. Rồi. Để coi nó có chạy nhanh hơn hay không nha. Cái này cũng khó lắm, khó biết lắm. Cũng vậy à. Sao theo tôi thấy là tốc độ đó cũng không nhanh hơn nhiều nha. Để thử nè. Nhiều khi có cảm giác anh em là đốt cháy đó là chạy nhanh hơn nữa. Armin nói vậy. Armin nói là cái Sunburst này là vừa đốt cháy vừa làm chậm. Thì tôi cho là vậy đi. Rồi tiếp tục. Được cái là anh này mới đầu vô đặt là AoE luôn. Full AoE ngay từ đầu. 1.000 tiền. Đốt cháy thì nó cũng ngang ngang với đốt lửa bình thường đó. Đốt 7 lần trong 21 giây. 7321 á. Là cũng ngang ngang với đốt cháy bình thường. Hơn được 1 lần. Được cái là làm chậm chậm xíu thôi. Với full AoE. Lúc đầu thủ đầu mấy cái map cùi cùi đem vô thủ cũng được. Rồi tiếp. Up một phát nữa là 29.000. À bằng này gắn ợp tăng 40% phạm vi rồi. Với lại nó đang đứng ở vị trí đầu tiên là nó tự boost bản thân nó nữa. Catalog của nó cộng 20% mà hơi bị nhiều ha. Catalog con này xịn hơn. Hình như là có tổng tăng tiền nữa sao á. Quên coi, nhưng mà như Tanjiro với Meliodas đã tăng tiền. Còn Aizen thì không còn được tăng tiền nữa. Amin bóp Aizen rồi sao tôi đi KT được nữa. Thức thứ hai, không, này vẫn là thức thứ nhất thôi à, chỉ tăng đam lên thôi. Rồi tăng lên luôn 92.000. Anh này đánh full AoE luôn cũng được, xài hơi khỏe đó. Khỏi phải suy nghĩ nhiều. Solar Slash là nhát chém mặt trời, hay còn gọi là hơi thở mặt trời. Dowa là thôi tự Google dịch đi, tôi dốt sẵn rồi.
Sao cứ bay lên trên và nổ tung vậy? Quá chết rồi sao á? Ồ, đấm phát chết queo rồi. 330, 313.000. Mới có 24.000 tiền. Nếu tính theo tỷ lệ giữa tiền và đam thì con này lời. Hệ thì là hệ cây. Con này quỷ diệt mấy thằng hệ nước được. Tính thì nó lời đó. Mà hình như nghe nhiều người chê là nói con Tanjiro nó cũng tầm thường thôi. Cũng không có dữ dằn lắm. Nè, quấn khác là mấy trăm ngàn máu đập phát chút keo mà. Tức là 3 cho 300 ngàn nhân 7 là 2 triệu mốt. Nó chém phát cũng được 2 triệu mốt rồi. Không đánh e được. Này đánh ở dưới mặt đất thôi. 24.000 tiền. 25.000 tiền. 26.000 tiền. Tôi thấy thì đam nó cũng ổn mà. Chỉ là nó không có xịn quá thôi. Không có khủng quá như là không phải dành cho đi leo top hay là meta. Mấy con hiệu ứng thì ít khi nào leo top meta lắm. Tại vì không xài đông được nè. Hiệu ứng mình xài được có 1 con 2 con à. Xài chục con nó cũng như nhau. Nhưng mà anh này có được cái mới đó là cái sunburst. Khả năng cao là vì sao Amin sẽ up cái sunburst này lên theo cái kiểu là thêm 25% nữa. Chậm thêm 25% nữa. Thì vậy thì người ta mới xài nhiều. Và hồi đó người ta đem Tanjiro vô chỉ với mục đích duy nhất là làm chậm thôi. Tức là đem theo để 1.000 tiền đăng để làm chậm chẳng hạn. Nè, 11, 12 triệu nó tán hồi cũng chết à. Hyper là đánh qua dạng E. Hyper là đánh E hoặc là rao, người ta gọi là Hyper rồi. Là vẫn tăng đam và đánh được hai dạng luôn. Là trên trời dưới mặt đất. Đốt lửa làm chậm. Tính ra thì cũng đa năng, tiền khá rẻ nè. 52.000 tiền, hiện tại đi story vẫn còn được. Update tiếp theo nữa là hết đi story được rồi. Còn khoảng chừng 3 cái update nữa ha. Là 600.000 tiền. 600.000 tiền là chưa boost thôi. Ví dụ như boost lên thì tôi thấy cũng khám khá mà ta. Đó, boost lên. Rồi, boost phát đi rồi xóa nó luôn. Đó, 2 triệu 2. Rồi đốt thêm 7 lần nữa là tới 14 triệu rồi. 52.000 tiền mà một phát chém là 14 triệu. Đánh e hoặc đánh dưới mặt đất luôn. Phạm vi cũng rộng mà. Cỡ này được nha, cỡ này đi mấy cái ran này nọ đem theo trạm cũng hơi bị khỏe đó. Ran dạo này Amin up lên toàn là hàng tỷ không hay sao. Rồi up lên luôn 2 triệu. Thôi cái này nó tức quớt rồi. Đây tôi bán được đặt lợi vậy. Tại đó, nó bị dính với boost dam. Đây up phát lên là 1 triệu thôi. Triệu boost lên mới được. Không boost thì chém cũng được 7 triệu dam một phát. Chúng ta ở đúng rồi 7 triệu dam một phát. Cũng mạnh đó. Gì mà sao người ta chê dữ vậy. 1 triệu rưỡi nè. Tywin Dragon. Tywin Dragon Fury là sao ta? Nhắc chém rồng hả? Thức thứ mấy hả? Sao cái tên nó nghe nó hơi bị phức tạp và nó rối đảo quá. 9 triệu đúng không? Rồi up phát luôn là... Ê, bây giờ qua chữ V và anh này được 3 dạng. Nói chung là anh ấy chơi hơi thở của lửa và cái hơi thở của lửa nó giống tông... Giống hình con rồng như trong một cái video nào đó mà... À đúng rồi, đánh nhau với thằng gì ta? Thằng gì mà con nhìn nhện đó, Rim hay gì đó. Rồi lên luôn. Tính ra thì nó rẻ. Up lên thì mắc hết là khoảng 1 triệu 6 triệu 7. Dạo này mấy con 1 triệu 6 triệu 7 nó hơi nhiều nha. Rồi phạm vi thì là up lên 40% là 136. Tức là khi chưa up lên thì nó khoảng chừng 100 thôi. Up lên thêm 40% nữa nè. Phạm vi bình thường là khoảng 100. Đánh 7 giây mà chữ V này thì gom bao được khá nhiều. 2 triệu 6. 2 triệu 6 và boost dam nữa là lên nhiêu ta? Vô. Boost dam giờ phức tạp quá. 9 triệu, 9 triệu 4 nè, giỡn hoài. Thấy chưa? 9 triệu 4 mà lại còn đốt trái nữa là 7 lần 9, 36. Làm toán hơi nhiều, 36 triệu dam nè. Chém một phát, 36. Hả? Ấy lộn, sao ba? Bị vợ tôi đang làm neo cho con ốc mà nghe tôi tính 97 36 và cũng ý kiến 97 63 63 63 dữ vậy. 63 triệu đó, 63 triệu một nhát. Nếu mà đặt hai con á thì chúng ta sẽ gây ra cũng 63 triệu luôn, do đó là con hiệu ứng nó không có chồng hiệu ứng được. 63 triệu một nhát à, chém phát rồi bán luôn nó cũng chết còn 63 triệu nữa. Này nhiêu đây? 22 triệu, giật. Bán đi. Bán đi cho nó giật từ từ nè. Đó. Hơi bị ghê đó. Vậy mà anh em cứ chê Tanjiro yếu.
Nó đốt chậm. Giờ đốt vô chậm. Ủa theo lý thuyết là nó phải chết chứ ta. 63 triệu mà. À hình như là hết bút đam rồi nè. Hết bút đam cho nên là em chưa chết thôi. Chứ bút đam thì em chết lâu rồi. Con này con gì ta? Bạn ấy đem con này con gì tôi thấy nó lạ quắc à. Editor là nào đây nè. Biết em theo cái tem này có mục đích gì đây? Chắc là đi gao lét quá. À, vậy là 63 triệu một một phát thì tôi thấy cũng 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 ghê đó. 63 triệu à. Yagami là một phát là nhiêu ta? 1 tỷ mấy. À, vậy là con này đem theo đập mấy thằng ra ra thì nó cũng ổn nè. Chiêu ngầu với lại đánh làm chậm. Khả năng cao Ami sẽ phải boost cái skill Sunburst này lên khi mà Sunburst là sao ta? Sun là mặt trời, Burst là đốt cháy. Thôi vậy đọc Sunburst đi cho rồi khỏi dịch qua tiếng Việt khác. Tức là Amin sẽ phải làm cho kỹ năng này nó chậm nhiều hơn. Hồi đó người ta mới xài Tanjiro nữa. Chứ bây giờ nên nó chậm mà thật sự tôi vẫn không nhìn thấy cái sự chậm của nó. Tôi thấy nó cũng vậy à. Đó, lên đàm nữa coi. Cái này boost mới lên 63 triệu. Này này như ta 40 triệu à. Để tôi up lên 63 triệu chém phát chết không ha. Theo lý thuyết là chém chết mà không biết có chết thiệt không. 50 triệu nè. À, để 63 triệu kêu ra một em và ngồi chém cái bán liền. Đó, 62 triệu 7 đi. Rồi, ấp mắt lên hang. Cũng mạnh mà ta. Tại vì tiền nó rẻ vậy thôi chứ. Nếu mà muốn mạnh hơn nữa thì tiền nó phải khủng lắm. Rồi. Yeah. Rồi, bán. Nè, giật băng 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 nè. X2 lên. Ôi, X3 không bắt mua. Trong đây không bắt mua nữa đồng đội. Nó chết queo. Vậy thôi chứ. Rồi thôi, nói chung là con này mạnh hay yếu tôi không biết, tôi thấy là ngon đó, được đó. Mà cài ra này thì nó cũng không khó lắm. Khó cái là tôi quay hoài không ra anh Tanjiro phiên bản này thôi à. Bữa trước thì tự nhiên nạp tiền vô mặc dù biết có cái code. Rồi thôi, bye bye đi em nha. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.